Dạ vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio qua địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0378 030 730 và 0345 220586. Trong cái video ngày hôm nay em xin giới thiệu các bác em về được thêm 3 con vang Melo DP6000, con vang số 5.1 nha các bác nhé. Thì con vang này nó chính là con vang X5 đời đầu các bác nhé, nó chạy chip Dream của Pháp. Đấy, tất cả khiển các thứ nó ăn chung của tất cả các dòng X cho các bác nhé. Con này thì mang trên mình thương hiệu Melo rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé, thương hiệu Melo rất nổi tiếng của Mỹ đây các bác ạ. Anh em nào chơi âm thanh thì các bác đều biết là qua cái thương hiệu Melo này rồi. Đấy, loa đẩy vang mic đều có cái thương hiệu Melo này các bác nhé. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng, đây là thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đấy. Thì cái vang Melo DP6000 này khoảng 2-3 tháng trước em cũng bán rất là nhiều các bác nhé. Các bác có thể lên kênh của em, các bác có thể lên kênh của em và kéo xuống những cái video phía trước trước đấy. Em đã bán rất là nhiều cái vang Melo DP6000 này. Con này sử dụng chip Dream của Pháp, cho ra chất âm rất là hay. Đấy. Và đặc biệt con này rất là dễ chỉnh. Chỉnh nó tương tự như các dòng X các bác nhá. Chỉnh tương tự các dòng X và con này là lưu tự động các bác nhá. Con này lưu tự động. Đấy, tự động lưu luôn các bác, chỉnh xong là chỉnh vào cấu hình nào nó sẽ tự động lưu vào cấu hình đó các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác không bao giờ lo nó bị phải lưu điếc gì cả. Các bác chỉ muốn lưu tên thì các bác đánh tên thôi, chứ còn không nếu mà tự động nó sẽ lưu vào các cấu hình mà các bác đang chỉnh, đang sử dụng. Đấy. Chỉnh rất là dễ các bác nhá. Mà em đã có những cái video hướng dẫn chi tiết ở bên dưới. Những cái video mà lúc trước em có bán cái vang này rất là nhiều, thì em có hướng dẫn căn chỉnh bằng tay, bằng phần mềm máy tính các kiểu rồi các bác nhé. Thì tại sao con vang này hôm nay lại chỉ có 3 con thôi? Cái con vang này em thu lại của một bác thợ. Đấy, các bác ạ. Một bác thợ, bác ấy bảo bác ấy mua về để tập căn chỉnh vang số. Nhưng mà bác ấy đã không làm quen được với vang số. Đấy, các bác thợ mà có tuổi một chút rồi cũng muốn lên để học làm vang số, nhưng mà vì là cũng là có tuổi rồi cho nên là các bác ấy nó tiếp cận nó hơi bị chậm, nên là các bác ấy không sử dụng được vang số. Đây là bác ấy để lại và thanh lý lại cho em. Trước đây bác ấy cũng nhập của em các bác nhá. Em thu lại nhưng mà vẫn là hàng của em thôi. Nhiều bác có để cho em cái giá mà rẻ hơn rất nhiều so với ngày xưa em bán cho bác ấy, bởi vì bác ấy chấp nhận là mình không làm được thì mình bán rẻ đi. Đấy. Thì con vang này khi các bác mua hàng của bên em là bên em sẽ căn chỉnh cho các bác là ít nhất là 4 chế độ các bác nhá. Echo ngắn, echo dài, echo dì vật và dì vật không, hoặc thêm một chế độ để chuyên nghe nhạc các bác nhá. Có thể là 5 chế độ các bác nhá. Và tất cả các chế độ echo này em sẽ trộn một tí dì vật vào để cho các bác dễ hát và tiếng nó quẹn hơn, nó hay hơn. Trên con vang số thì tất cả các dòng vang số thì nó có dì vật. Và nếu mình không pha tí dì vật vào thì các bác nghe thì cũng không khác gì con vang cơ. Nó chỉ là đẳng cấp hơn vang cơ một chút, nhưng mà khi có tiếng gì vọt vào thì các bác thấy là nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Thứ hai là khả năng chống hú của những cái dòng vang số nó rất là tốt. Nhiều khi những con chip xử lý của nó xử lý rất là tốt. Nhiều khi các bác không cần bật chống hú thì nó đã cắt hú gần như tốt hơn so với những dòng vang cơ các bác nhé. Vì vang số thì chúng ta còn can thiệp được các giải equalizer của nó, dư điểm nào thì chúng ta có thể giảm điểm đó xuống, cho nên là cái việc rú rít là nó sẽ giảm, nó hạn chế rất là nhiều các bác nhé, kể cả các bác không dùng chống hú các bác nhé. Thứ hai là có tích hợp chế độ nâng tiếng, tích hợp ở những con vang này nó tích hợp chế độ nâng tiếng cho các bác rồi, cho nên là khi các bác hát thì các bác cũng không cần phải đầu tư thêm một con nâng tiếng nữa, mà cho ra tiếng ca, tiếng nhạc nó vẫn là lời ca nó vẫn cứ là bay bổng các bác nhé. Và đặc biệt con này bên em bao đủ khiển cho các bác nhé, vang bãi xịn nhưng mà em bao đủ khiển cho các bác ạ. Khiển này thì dùng chung cho tất cả các dòng vang X các bác nhé, tất cả các dòng vang X. Trừ X12 thì là em chưa thử. Còn là X3, X5, X6, X7, X8, X10 là em đã thử. Tất cả là nó đều nhận chung cái phần mềm của nhận chung cái khiển này các bác nhé. Và đặc biệt con này nó là X5 đời đầu thì nó vẫn dùng sử dụng cái khiển này các bác nhé. Nó tất cả là do con IC điều khiển remote này nó nhận hết các bác nhé. Trong này thì nó có các bác có sử dụng được 6 mode tăng giảm thông tông nhạc này, tăng giảm của effect, volume effect này, tăng giảm volume của music và tăng giảm volume của mic. Đấy, nên là các bác rất là tiện dụng khi các bác không muốn ra đây căn chỉnh vặn tay thì các bác có thể ngồi vừa hát vừa điều chỉnh được để cho làm sao nó hợp lý các bác nhá. Ví dụ nhiều khi mình ngồi ở gần quá mình nghe nó tiếng nhạc nó nhiều hơn tiếng mic, nhưng mà khi đi ra xa thì có thể là nó lại bị nhỏ hơn, thì các bác có thể ngồi từ xa mình vừa hát mình vừa chỉnh nhạc, chỉnh effect, làm sao cho nó phù hợp với chỗ mình hát, ngồi hát và nghe nó hợp lý nhất, thì các bác không cần phải ra tận nơi này, các bác có thể điều khiển từ xa này được các bác nhá. Hoặc các bác
khi mà em setup cho các bác 4 chế độ hoặc 5 chế độ thì các bác có thể ngồi từ xa, các bác vừa alo, các bác vừa bấm để xem cái chế độ nào nó phù hợp với cái chất giọng của mình nhất. Đấy, rất là tiện dụng các bác nhá. Đấy. Thì con vang này lúc trước em bán thì có bán ra là 1.600.000 bao ship, tặng điều khiển và tặng dây dắt. Nhưng hôm nay em nhập được cái giá rẻ hơn, em lại bán rẻ hơn cho các bác nhá. Đấy, giá em luôn luôn bán theo giá nhập các bác nhá, chứ không phải là nhập rẻ mà vẫn bán đắt nha các bác nhá. Con này thì hôm nay em nhập được của bác thợ, em thu lại được của bác thợ, để bác có để rẻ hơn thì em sẽ bán rẻ hơn cho các bác. Đấy, hôm nay em bán giá cho các bác là 1.400.000. Em vẫn bao ship này, vẫn tặng điều khiển này và vẫn tặng một cặp dây ca lông để kết nối với đẩy hoặc âm ly các bác nhá. Và bác nào mà kết nối với âm ly thì các bác báo em là kết nối với âm ly. Và bác nào kết nối với đẩy thì các bác báo em là kết nối với đẩy, thì để em sẽ cho tặng kèm cho các bác nhé các bác nhé. À, con vang này là vang số 5.1 này. Thì các bác nhìn đằng sau của nó đây các bác nhé. Em cũng lại quay lại chứ còn trước đây những cái video của em đã quay rất là chi tiết từ bên trong đến bên ngoài rồi. Đấy, thì ba con này nó có 3 cổng vào đây. À, con này nó có 2 cổng in đây các bác nhé. 2 cổng in 1 và in 2 nhé. Đấy. Cổng này là cổng output các bác nhé. Nó lại là gắn liền vào mấy cái main in này. Cổng này cổng output bằng hoa sen. Đấy các bác nhá. Còn lại là có 6 cổng ra giống như con vang anh nằm bình thường. Đấy. Nhưng mà hai con này các bác lưu ý là hai con cổng JL này nó sẽ đặt trái với con vang anh nằm bình thường các bác nhá. Đấy, hai con cổng JL này, hai cổng bên nào này, người ta sẽ đặt ở bên tay trái. Các bác khi các bác nhìn trực diện vào nó sẽ nằm ở đây. Còn bình thường như con vang anh nằm nó sẽ nằm ở bên này. Đấy. Các bác nhìn này lưu ý nhá. À, khi các bác kết nối thì các bác lưu ý là các bác sẽ kết nối nếu mà có chữ MR, ML thì các bác vào kết nối vào chữ MR, ML. Còn nếu mà chỉ có chữ R, chữ L thì các bác kết nối vào đây. Còn cái cổng SR, SL này là cổng hai cổng surround nhá. Hai cổng surround này thì nó là hai cổng phụ thôi các bác nhá. Nó là hai cổng phụ để khi các bác kết nối nhiều loa thì các bác cứ dùng hai cổng này thôi. Còn hai cổng này là cổng main out. À, main trong tiếng Anh là chính. Đấy, có nghĩa là hai cổng ra chính các bác nhá. Hai cổng ra chính của nó thì chính là hai cái đường này. Đấy, out có nghĩa là ra này, output có nghĩa là đường ra. Đó, còn cái này là hai đường ra chính của nó, của nhạc, của vang này. Nó ra cả nhạc, cả vang, cả mic, cả effect. Cổng này. Còn đây là cổng sub thì nó có ghi chữ sub này. Chữ C này là ký hiệu chữ center các bác nhá. Đây là cổng center, loa kiểm âm, loa lời. Đấy, còn hai cổng surround này nó cũng giống tương đồng như hai này, nhưng mà nó là hai cổng phụ thôi. Các bác vẫn có thể can thiệp vào các giải equalizer của nó, nhưng mà nó ít hơn những cái cổng chính này các bác nhá. Cái giải equalizer của những cổng phụ này nó sẽ ít hơn những cổng chính này. Đấy các bác nhá. À, con này thì tích hợp cho các bác thêm hai cổng mic đằng sau vẫn bằng jack 6 ly các bác nhá. Đấy, hai cổng mic đằng sau vẫn bằng jack 6 ly, rất là tiện dụng cho các bác kết nối không dây. Nó có hai đường mic đằng trước. Đấy, và hai đường mic đằng sau. Đấy. Con này thì nó có thêm một chiếc đáp, đây là chiếc đáp khống chế đầu vào các bác nhá. Đấy, các bác muốn khống chế đầu vào của nhạc thì các bác có thể khống chế ở cái này, ở cái chiếc đáp đằng sau này các bác nhá. Đấy, các bác có thể khống chế là bao nhiêu phần trăm nó ở đây. Đấy, cái này thì không ghi phần trăm nhưng các bác có thể tính theo giờ, theo kim đồng hồ. Đấy, các bác để bao nhiêu các bác cảm thấy là khi vặn kịch đằng trước lên các bác giới hạn được nó. Đấy, con này gọi là giới hạn tín hiệu đầu vào. Ok cho các bác. À, con này thì chất âm rất là hay rồi. Các bác có thể tham khảo ở những video trước của em nhé. Thì hôm nay em chỉ là video quay lên cho các bác biết là em có hàng. Còn những cái video này em đã test rồi thì em cũng không test lại nữa. Đấy, bác nào có nhu cầu test trực tiếp thì các bác có thể báo là test trực tiếp cho anh một con vang, anh đặt một con vang, chú có thể test cho anh trực tiếp được không? Thì ok em lại test lại cho các bác nhé. Thế còn vì những cái mặt hàng này em đã bán rất là nhiều rồi cho nên hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu các bác thôi. Còn tất cả hàng em vẫn bao đẹp nhá. Có duy nhất một con này nó hơi bị cái này, do chắc là do vận chuyển nó bị va chạm với nhau, nó hơi có một cái vết nhỏ nhỏ ở đây thôi. Thì nói chung là cũng không có ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy, văng bãi mà, không thể tránh được. Thế còn lại này em bao rất là đẹp, mặt phanh nhôm rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Các bác mà kết hợp thêm một quả mic mặt trắng như kia nữa thì quá tuyệt vời luôn rồi. Ok chưa các bác? Các bác đi qua nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và ủng hộ cửa hàng bên em. Các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0378 030 730 hoặc 0345 220 586. Kết bạn Zalo, nhắn tin hoặc nhắn tin trực tiếp trên số điện thoại, hoặc có thể alo trực tiếp cho em nhé. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ cửa hàng với em trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin cảm ơn.